Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thế gia danh môn. Tác giả Thập Tam Xuân. Tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 131, thực tế. Tường Nhược Lan trở lại hầu phủ cũng không tới tỉnh an thái phu nhân mà trực tiếp quay về thu đường viện trở lại trong phòng nàng sai người lui ra đóng cửa lại đứng trước gương xem xét chính mình từ lúc ngồi trên xe ngựa nàng đã phát hiện cổ tay trái bị hoàng đế nắm lại đã bầm tím mà trên cổ cũng mơ hồ đau đớn nhớ ra hoàng đế đã cắn trên cổ mình trong lòng nàng có dự cảm không hay lúc này nàng nhìn qua gương đồng phát hiện trên cổ có hai việt đỏ rõ ràng vừa nhìn đã biết là dấu răng, tương nhược lan tức vô cùng, trong lòng dùng tất cả những từ thô tục mà nàng biết để mắc cảnh tuyên đế từ đầu tới chân một lần. Nàng buồn bực sai nha hoàn mang nước lên, tắm rửa sạch sẽ, tìm thuốc cao đánh tan máu bầm thoa lên, lại chọn bộ quần áo kín nhất thay vào rồi nằm lên giường định ngủ một giấc cho thoải mái. Lúc đầu lật qua lật lại không ngủ được, nghĩ đến chuyện hoàng đế đột nhiên rời đi, không biết sau này nên làm thế nào ứng phó hoàng đế. Sau đó lại cảm giác, trước mắt cần lo nhất là làm thế nào lấy cớ để trong thời gian này cận thiệu khang không ngủ lại thu đường viện. Hai người cùng nằm trên một cái giường, nếu như bị hắn phát hiện dấu răng đó mà không bị hắn nghĩ là hồng hạnh vượt tường mới là lạ. Theo nàng biết, ở thời đại này, đàn bà mắc tội hồng hạnh vượt tường sẽ phải nhốt trong dọ lợn thả trôi sông, cho dù nàng có thể không chết thì danh dự cả đời cũng sẽ bị hủy mặc dù khi đối mặt với hoàng đế nàng giận dữ mà vứt tính mạng ra sau đầu nhưng chuyện đã qua dũng khí đó cũng biến mất nàng vẫn rất quý trọng mạng mình vốn là như thế có thể sống tốt thì ai đồng ý chết không phải bị cầu hoàng đế bước đến không còn đường lựa chọn thì sao nàng phải thế nghĩ nghĩ mơ mơ màng màng đã tiến vào mộng đẹp cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang và Liên Kiều. Phu nhân ở bên trong? Vâng ạ, à, ở trong một lúc rồi đã ngủ, giờ vẫn chưa dậy. Sớm như vậy đã ngủ. Tiếp theo liền truyền đến tiếng đẩy cửa, Tương Nhược Lan lập tức bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là chùm chăn kín người, chỉ để ló ra cái đầu. Nghe bước chân hắn trầm ổn đi tới, sau đó cảm giác được hắn lại gần mùi hương nam tính của hắn tràn ngập nhược lan nhược lan hắn khẽ gọi nhẹ lay lay nàng tường nhược lan không cách nào giả bộ ngủ tiếp đành mở mắt giả như vừa tỉnh lại hầu ra ngươi đến rồi cận thiệu khang ngồi xuống bên giường nhìn nàng quan tâm hỏi nghe nha hoàn nói nàng sau khi trở về thì đi ngủ sao thế có phải là bệnh không? Vừa nói vừa vươn tay sờ sờ chán nàng. Từ chỗ hoàng đế biết được cái gì gọi là âm hiểm, hèn hạ, lúc này nghe được những lời quan tâm, động tác ôn nhu của cận thiệu khang, đột nhiên nàng có cảm giác ấm áp. Hầu ra, hình như ta bị bệnh rồi, sau khi rời hoàng cung thì không thoải mái, đau đầu, người cũng nhức mỏi, ngực khó chịu. Tường nhược lan giả vờ khó chịu. Cận thiệu khang rất lo lắng, nghiệm trọng như thế để ta gọi đại phu tới xem vừa nói vừa đứng dậy sai hạ nhân tương nhược lan dưới tình thế cấp bách vội kéo tay hắn không cần đâu người quên rồi sao ta cũng biết y thuật tự kê đơn thuốc là được cận thiệu khang quay đầu lại nhìn tay nàng kéo tay hắn mỉm cười lại ngồi xuống nhẹ cầm tay nàng xoa xoa tay nàng khiến lòng nàng dâng lên cảm giác quái dị định rụt lại thì hắn lại nắm chặt lấy cận thiệu khang nhìn nàng ánh mắt ôn nhu cười nói nàng không phải thường nói nàng không biết y thuật chỉ biết chút phương pháp thực liệu ta cũng không yên tâm vẫn nên mời đại phu đến xem thì hơn cùng lắm đợi xác định bệnh rồi dùng phương pháp thực liệu của nàng chị là được thấy hắn kiên trì tương nhược lan có chút hoảng hốt thật sự là muốn tìm đại phu đến xem hay là mời lưu thái y lại đây tương nhược lan đề nghị cận thiệu khang nghe được cái tên này đầu tiên là nhíu mày nhưng lại giãn ra thản nhiên nói lưu thái y quả thật y thuật cao minh vừa nói vừa nhìn nàng một cái hình như nàng rất quen hắn trong giọng nói có chút ghen tuông tương nhược lan cười cười không lên tiếng cận thiệu khang gọi chữ an đến bảo hắn đi mời lưu thái y lại Chữ An đi rồi, Tương Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang. Đã không còn sớm nữa, hay là hầu gia dùng cơm tối trước đi. Cận Thiệu Khang gật đầu. Vậy nàng gọi nha hoàn vào cho ta thay quần áo. Hầu gia, lúc này nên về Sở Thiên Các đi, thân thể ta không khỏe, chẳng những không thể hầu hạ hầu gia, có khi còn lây bệnh cho hầu gia." Tương Nhược Lan nhắc. Cận Thiệu Khang cười nói, nàng hầu hạ ta khi nào? Huống hồ thân thể ta khỏe lắm, không thể dễ lây bệnh như thế được. Vừa nói hắn vừa xoa xoa chán nàng, động tác thân mật này tương nhược lan không quen, lén né tránh, cận thiệu khang thu tay lại, trong mắt có sự mất mát. Hôm nay nàng không khỏe, ta ở sở thiên các cũng không an tâm, không bằng ở bên nàng. Hắn chớp mắt xuống, giọng nói trầm trầm trong đó lộ ra tình cảm khiến nàng nhất thời cùng không biết nên nói cái gì nữa. Tiếp theo, Cận Thiệu Khang tự sai nha hoàn tiến lên thay thường phục cho hắn, trong lúc đợi Lưu Tử Căng thì dùng cơm tối. Tương Nhược Lan sợ trước mặt hắn ăn cơm sẽ lộ ra vết bầm ở cổ tay nên đưa đẩy nói không muốn ăn. Nhưng Cận Thiệu Khang vẫn sai nha hoàn bưng đồ đến bên giường hầu hạ nàng ăn một chút. Tương Nhược Lan mặc dù thật đói bụng, nhưng là vì biểu diễn nên đành chỉ ăn vài miếng rồi nói nàng ăn không vô. Cận Thiệu Khang đứng bên nhìn, không ép nàng nhưng sắc mặt yêu sầu khiến trong lòng Tương Nhược Lan có chút áy náy. Bên kia, rất nhanh Thái Phu Nhân đã nghe được tin này từ Đỗ Quyên. Người nói, Phu Nhân không khỏe, hầu ra sai người tìm Lưu Thái Y tới bắt mạch. Thái Phu Nhân hỏi Đỗ Quyên. Đỗ Quyên nói. Đúng thế, Nô tỳ nghe được rất rõ. Nô tỳ cảm giác nếu là bệnh bình thường sẽ không cần mời đến Lưu Thái Y nên mới đến bẩm báo Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi Trương Mụ Mụ bên cạnh. Người thấy thế nào? Trương Mụ Mụ suy nghĩ một chút, đột nhiên vui vẻ nói. Thái Phu Nhân, gần đây hầu ra vẫn ở thu đường viện, chẳng lẽ? Thái Phu Nhân mắt sáng rực lên ý ngươi là Nhược Lan có tin mừng. Lão nô đoán vậy. Thái phu nhân bật người đứng dậy đi ra ngoài. Đến thu đường viện xem một chút. Cẩm tú viên, vu thu nguyệt cũng đồng dạng nhận được tin này. Chỉ có điều, ánh mắt nàng không phải vui mà là buồn, nàng nghiến răng nói. Phu nhân có bệnh, theo lý ta phải đi xem một chút. Đi, đi thu đường viện. Thái phu nhân, vu thu nguyệt Cả vương thị và cận yên nhiên thấy có kịch xem cũng chạy tới thu đường viện thì cũng vừa lúc lưu tử căng đến. Tương Nhược Lan thấy nhiều người như vậy đột nhiên tới, có chút hoảng sợ, nàng lặng lẽ kéo chặt chăn. Cũng may mọi người không biết Tương Nhược Lan bị bệnh gì, sợ là bệnh lây truyền nên cũng không dám tới quá gần, đặc biệt là vu thu nguyệt thì dần như chỉ đứng mép cửa. Lưu tử căng trần mạch cho Tương Nhược Lan, một lát sau, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tương Nhược Lan biết hắn nhìn ra manh mối thì vội vàng nói: "Lưu Thái Y, ta đau đầu, nhức người, ngực khó chịu, là bị phong hàn." Lúc nói, nàng nhìn Lưu Tử Căng không chớp mắt, trong lòng hy vọng hắn có thể hiểu rõ ý nàng. Lưu Tử Căng đương nhiên hiểu, hắn gật đầu nói: "Không sai, là bị phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày, uống chút thuốc là khỏi hẳn." Vừa nói vừa đứng dậy đi kê đơn cận thiệu khang nghe vậy thở dài một hơi thái phu nhân nghe vậy thì lại có chút thất vọng bà không cam lòng lại hỏi lưu tử căng chỉ là bị phong hàn không có gì khác lưu thái y cầm bút cười nói quả thật là phong hàn vu thu nguyệt đứng bên nhẹ cười vẻ mặt thả lòng thái phu nhân thất vọng không khỏi quay đầu lạnh lùng nói với cận thiệu khang chỉ là chút bệnh vặt còn làm phiền đến lưu thái y Lưu Thái Y vội nói. Bất kể bệnh nặng hay nhẹ, với đại phu đều như nhau, đều phải chăm chú chữa trị. Thái phu nhân nể mặt Lưu Tử Căng, không tiện nói thêm gì, vừa định đi thì lại nghe Tương Nhược Lan nói. Phong hàn này có phải là bệnh lây không? Có phải lúc này ta nên chú ý một chút, tránh lây cho người khác? Lưu Thái Y vốn là giúp nàng, lúc này nghe nàng nói thế đương nhiên biết nàng có dụng ý, đế theo nàng nói đúng thế lúc này cần phải chú ý thái phu nhân vội vàng xoay người lại đầu tiên là nói với vu thu nguyệt đứng một bên ngươi mang bầu đến đây làm gì không phải ta đã sớm miễn cho ngươi không phải hành lễ mau về phòng ngươi đi đồng thời cũng bảo cận yên nhiên nhanh về vu thu nguyệt ôn nhu nói nghe nói tỉ tỉ không khỏe trong lòng lo lắng xem đến xem một chút thái phu nhân gật đầu sắc mặt hơi hoãn tin chắc hầu gia và phu nhân đã biết tâm ý của ngươi đi về phòng đi vu thu nguyệt mềm mại đáp vâng một tiếng khẽ động chân nhưng ánh mắt lại nhìn cận thiệu khang vô cùng buồn bã thái phu nhân nhìn thấy quay đầu lại nói với cận thiệu khang hầu gia lúc này ngươi cũng đừng ở lại đây hầu gia đang bận rộn đừng để thân thể bị bệnh đợi nhược lan bình phục cận thiệu khang vội vàng nói chính là vì nhược lan không khỏe nên ta mới càng phải ở bên chăm sóc thái phu nhân đột nhiên cao giọng hầu ra đừng quên thu nguyệt mới là người ngươi nên quan tâm chiếu cố trong bụng nàng là cốt nhục cận gia ta hầu ra tự hỏi lòng xem từ khi thu nguyệt mang thai ngươi đã từng ở lại cầm tú viên một đêm có từng quan tâm đến thu nguyệt ngươi làm như vậy không công bằng với thu nguyệt vu thu nguyệt trong lòng đau xót quay đầu đi nước mắt rơi xuống. Cận yên nhiên và vương thị thấy thái phu nhân tức giận, ở một bên không lên tiếng, nhưng nhìn vu thu nguyệt đồng tình. Thái phu nhân nói một phen khiến cận thiệu khang á khẩu không trả lời được, hắn không khỏi nhìn về phía vu thu nguyệt, nàng cảm giác được ánh mắt hắn, vội quay đầu lại, nước mắt doanh trọng. Hầu ra, thanh âm nghẹn ngào, như là không nói nên lời. Cận thiệu khang nhìn nàng, trong lòng mơ hồ có chút áy náy. Thái phu nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Một bên, lưu tử căng đột nhiên lên tiếng, mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hắn. Bây giờ cận phu nhân mới là người bệnh, vẫn xin mọi người đừng ở đây khắc khẩu, tránh quấy dày người bệnh nghỉ ngơi. Thái phu nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Được, lưu thái y nói rất đúng, chúng ta đi. Bà dẫn mọi người rời đi, quay đầu lại thấy Cận Thiệu Khang vẫn đứng đó, vội kéo hắn. Còn đứng đây làm gì, không nghe Lưu Thái Y nói. Không nên quấy rầy Nhược Lan nghỉ ngơi, theo ta đi ra ngoài. Vừa nói vừa kéo hắn đi ra. Cận Thiệu Khang đi theo bà ra cửa, đến cửa, không nhịn được quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan một cái. Tương Nhược Lan mỉm cười, phất tay với hắn. Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn nhẹ nhàng thở dài. Đây không phải là lỗi của hắn bởi vì đây là thực tế, không thể thay đổi, không thể biến mất. Nếu nàng không thể thích ứng, nàng chỉ có thể nghĩ cách rời đi. Chính là vừa nghĩ tới hòa ly trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt châm chọc của hoàng đế và những lời nói vô sỉ của hắn. Sau khi hòa ly, ta lại đón nàng vào cung. Đến lúc đó chúng ta từ từ chơi. Tường Nhược Lan không khỏi dùng mình, bật người đem hai chữ hòa ly vứt lên tận chín tầng mây. Nếu nói hầu phủ là hang sói thì hoàng cung là hang hổ, cũng không nên chạy ra hang sói để nhảy vào hang hổ. Bây giờ hầu phủ với nàng mà nói chính là nơi tị nạn. Không nói thực tế gì nữa. Chỉ là nói với Thái Hậu vậy thôi, không nên tạo cơ hội cho cẩu Hoàng đế. chương 132, Lưu lại Sáng sớm hôm sau, Tương Nhược Lan liền sai người tiến cung nói rõ bệnh của mình. Giờ nàng ngã bệnh đương nhiên không thể vào cung, đến gần Tử Quý phi, là tình huống đặc thù nên cũng không tính là kháng chỉ. Nàng lại đem giấy ghi thực đơn mấy ngày sau cho Tử Quý phi đưa vào cung. Chắc phải đợi thương thế trên người biến mất mới có thể nói khỏe hẳn mà tiến cung. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng vĩnh viễn không phải tiến cung, như vậy cũng sẽ không bị hoàng đế dây dưa nhưng lại nghĩ rằng ý nghĩ đó của mình quá ngây thơ, hoàng đế nếu muốn đối phó mình, có vào cung hay không thì có khác gì nhau. Cuối cùng dẹp hết tất cả, không nghĩ gì nữa, thả lỏng tâm tình, đợi ngày đó đến rồi hãy phiền não tiếp. Tường Nhược Lan ban ngày đóng cửa không ra, bọn nha hoàn trừ phi có việc cần không thì cũng không cho bọn họ vào. Nàng ở trong phòng viết phương pháp thực liệu cho Lưu Thái Y, cũng bổ sung thêm một số phương pháp dưỡng sinh trường thọ. Lại một ngày trôi qua. Đến tối thì Cận Thiệu Khang tới thu đường viện. Tường nhược lan ở trong phòng nghe thấy giọng hắn thì vội nằm lên giường. Tóc vốn không trải búi, giờ thành lớp lá chắn rất tốt. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang đẩy cửa mà vào. Chữ An ở phía sau cũng vào theo. Trên tay hắn là một lồng đựng thức ăn lớn. Tường nhược lan thoáng ngẩng đầu. Hầu ra sao lại tới đây? Lúc này, hầu ra không nên đến mới đúng cận thiệu khang một thân quan phục vẻ mặt phong trần hiển nhiên là vừa về đã tới đây ngay ta nói rồi ta không cần kiên kỵ mấy thứ đó hắn cười cười đi tới bên giường nhìn sắc mặt nàng rồi sờ chán nàng hỏi nhược lan hôm nay khá lên không tương nhược lan đáp vẫn có chút không thoải mái nhưng cũng đỡ hơn hôm qua nhiều lại hỏi hầu ra mới về cận thiệu khang gật đầu quay đầu nhìn chữ An. Chữ An tiến lên, đặt lồng đựng thức ăn lên bàn, cẩn thận mở ra, một luồng khí nóng phun ra, mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập phòng. Từ chỗ tương nhược lan có thể thấy trong lồng đựng hai bát men sứ trắng lớn, nhưng không thấy rõ đây là cái gì. Hầu ra, đây là cái gì? Tương nhược lan hỏi. Chữ An mở hộp ra, bưng một chiếc bát ra, đặt ở trên bàn. Cận thiệu khang cười nói, đây là cháo ở túy nguyệt lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành ngay cả tiên đế cũng từng khen không ngớt lời không phải hôm qua nàng nói ăn không có khẩu vị sao ta nghĩ cháo này nhất định nàng sẽ thích ăn cho nên hôm nay trở về tiện mua thêm cho nàng một phần vừa nói vừa xoay người đi tới trước bàn bưng bát lên nhìn thoáng qua bát cháo còn lại rồi nói với chữ an đưa tới cẩm tú viên đi Chữ An sưng vâng, sách lồng ra khỏi phòng. Chữ An đi rồi, cận thiệu khang bưng bát cháo ngồi bên giường, dùng thìa khuấy thổi thổi cho bớt bỏng. Dậy đi, nhân lúc còn nóng thì ăn. Tương nhược lan nào dám ngồi dậy, ngồi dậy thì vết cắn trên cổ sẽ lộ rõ nên nói. Bây giờ ta không muốn ăn, hầu ra. Cứ để đó đi, đợi chút nữa ta ăn. Cận thiệu khang cười cười, bưng bát cháo tới trước mặt nàng, Ôn Nhu nói. Nghe lời, ăn một chút, mãi không ăn sao được. Nha Hoàn nói hôm nay nàng còn chưa ăn gì, nào, thử một chút, hương vị rất ngon. Tương Nhược Lan đen mặt, dỗ trẻ con à. Nghe lời. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp. Nhớ lại kiếp trước, lúc nàng ngã bệnh thì có ai quan tâm nàng ăn uống được gì. Lại càng không phải nói đến như bây giờ, có người hao hết tâm tư dỗ dành mình ăn không phải không cảm động chính là không có cách nào nhận ý tốt này của hắn hầu ra thật sự ăn không vô tương nhược lan nhỏ giọng nói cận thiệu khang cúi đầu đặt bát cháo xuống ghế nhỏ bên giường nhẹ giọng nói nhược lan nàng trách ta mua cháo cho nàng còn mua thêm cho thu nguyệt vốn không định để nàng biết nhưng cảm giác lừa nàng lại càng không hay nên mới trước mặt nàng sai chữ an đưa sang cẩm tú viên Tương Nhược Lan nhìn hắn, nhất thời có chút ngây ra, sau đó nhớ ra khi nãy hắn nói với chữ An thì mới ý thức được hắn mua cháo cho cả mình và vu Thu Nguyệt. Mẫu thân nói, thời gian này Thu Nguyệt ốm ngén, không ăn được gì. Cận Thiệu Kham nhẹ nhàng nói. Hầu ra, ngươi không cần giải thích chuyện này với ta. Ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như thế. Đây là những lời nói thật của Tương Nhược Lan, nàng vẫn không viên phòng cùng hắn, có tư cách gì trông nom chuyện của hắn cùng thê thiếp. Huống chi, thiếp thất này còn mang thai với hắn. Nhưng lời này, cận thiệu khang nghe vào lại nghĩ thành ý khác. Hắn nhìn nàng một cái. Nhược lan, nàng tức giận. Hay là thật sự không thèm để ý. Tường nhược lan nhẹ nhàng cười. Hầu ra, ngươi hẳn biết rõ ta rồi. Nếu ta để ý, chỉ nghĩ đến nữ nhân khác có hải tử với phu quân ta, Ta sẽ rất thương tâm. Vì không để cho mình thương tâm, ta chỉ có cách không thèm để ý. Hơn nữa, nếu ta để ý thì có thể thay đổi được tất cả. Cận Thiệu Khang há mồm, định nói gì nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong suốt của nàng thì những lời đến mồm lại nuốt ngược lại. Vì hắn biết, nàng không phải là nữ tử dễ thay đổi, một khi nàng đã hạ quyết tâm, nói gì cũng chỉ là thừa. Lòng hắn trầm xuống, có chút khó chịu hắn muốn tức giận nhưng lại nghĩ đến chuyện gây sự với nàng rồi chính mình lại chẳng dễ chịu gì tất cả sự tức giận và không cam lòng lại nén xuống hắn ra vẻ dễ dàng nói quên đi không nói chuyện đó nữa nàng là đồ vô lương tâm hắn đứng dậy ta còn phải đi thỉnh an mẫu thân nàng nghỉ ngơi đi vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài đi được hai bước thì quay đầu lại cháo nên ăn lúc còn nóng, để lạnh ăn không ngon đâu. Hầu ra, tường nhược lan đột nhiên gọi một tiếng, cận thiệu khang dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Cảm ơn ngươi. Tường nhược lan nhìn hắn, hai mắt lưu chuyển, tươi cười như hoa, tóc xõa xuống chán, một khắc này, sự xinh đẹp của nàng khó có thể hình dung. Lòng hắn nóng lên, không nhịn được, bước nhanh về phía nàng tường nhược lan bị ánh mắt của hắn hù dọa còn chưa phản ứng lại thì hắn đã ôm lấy nàng hôn lên môi nàng nụ hôn như lửa nóng dây dưa triền miên như xâm nhập đến cốt tủy tường nhược lan phải tốn sức lớn mới có thể đẩy hắn ra hắn nhìn nàng ánh mắt u ám thâm thúy nhẹ nhàng thở hào hển đồ vô lương tâm hắn nhẹ nói một câu giọng nói trầm thấp mập mờ sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Tường Nhược Lan vỗ vỗ đôi môi bị sưng của mình, nhìn bóng lưng hắn, ngây ngốc hồi lâu. Sau khi rời khỏi thu đường viện, cận thiệu khang đi tới tùng hương viện, vấn an thái phu nhân. hành lễ với bà rồi, cùng bà Hàn Huyên đang nói mấy chuyện sau khi trời vào thu phải lo liệu. Liễu Nguyệt đột nhiên dẫn nha hoàn lệ châu bên người vu thu Nguyệt vào. lệ châu tiến vào, quỳ xuống trước mặt thái phu nhân vội kêu. Thái phu nhân, di nương nhà tôi từ lúc trưa nay vẫn cứ khóc, bất kể chúng nô tỳ khuyên thế nào cũng vô dụng, chúng nô tỳ không biết nên làm thế nào. Tại sao có thể như vậy? Thái phu nhân nhíu mày, bà chỉ vào Lệ Châu. Là lũ nô tài các ngươi khiến di nương tức giận. Lệ Châu vội xua tay. Thái phu nhân, chúng nô tỳ sao dám làm di nương tức giận, nhưng lúc di nương khóc vẫn vẫn vừa nói hai mắt len lén nhìn cận thiệu khang thái phu nhân nhìn cận thiệu khang hiểu ý của nàng thu nguyệt có thai tâm tình kích động như thế không tốt cho hải tử bà quay đầu nhìn về phía cận thiệu khang trầm giọng nói hầu ra người đi xem thu nguyệt một chút an ủi nàng cận thiệu khang trầm mặc một hồi mới đáp vâng mẫu thân Cận Thiệu Khang theo Lệ Châu tới Cẩm Tú Viên, vừa vào đến phòng đã thấy Vu Thu Nguyệt ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhãn quyển sưng đỏ, tay cầm một chiếc khăn, nước mắt ròng ròng. Nghe có động tĩnh, nàng ngẩng đầu, thấy là Cận Thiệu Khang, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt lê mang hoa vũ trông có một vẻ đẹp đáng thương. Hầu ra, nàng nhẹ gọi một tiếng, xuống giường, loạn choạng đi tới bên Cận Thiệu Khang ôm hắn hầu ra cuối cùng ngươi cũng đến nhìn thu nguyệt vừa nói vừa gắt gao ôm eo hắn ô ô khóc lên cận thiệu khang nghe nàng khóc nhẹ nhàng thở dài hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau đó nói ngươi mang thai hẳn là nên chiếu cố thân thể mình khóc như vậy cẩn thận tổn thương thân thể vừa nói vừa đỡ nàng ngồi xuống giường lại nói mới vừa rồi ta sai chữ an mang cháo đến Người ăn chưa? An. Vu Thu Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Ăn rất ngon, hầu ra, cảm ơn hầu ra còn nghĩ tới Thu Nguyệt. Cận Thiệu Khang trong lòng có chút hổ thẹn. Lúc mua cháo hắn vốn không nghĩ tới nàng, là chữ An nhắc thì hắn mới mua thêm một phần. Nếu ngươi thích, sau này ta sai túy nguyệt lâu mỗi ngày đem tới cho ngươi. Vu Thu Nguyệt kéo tay hắn, tựa vào vai hắn, tươi cười hạnh phúc. Cám ơn Hầu gia. Nghe Nha Hoàn nói, "Buổi trưa ngươi khóc. Nếu ngươi cảm thấy buồn bực thì mỗi ngày nên đi hoa viên cho thư thả." Vu Thu Nguyệt nắm chặt tay hắn. Thu Nguyệt chỉ là quá nhớ Hầu gia thôi, ngay cả Hải nhi trong bụng cũng nhớ phụ Hầu nữa. Vừa nói vừa cầm tay Cận Thiệu Khang đặt lên bụng mình. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: mỗi ngày con đều nói với ta là muốn gặp phu thân ánh mắt cận thiệu khang dừng trên bụng nàng có chút cười cười mới được hơn hai tháng hải tử còn chưa thành hình nhưng ta cảm giác được như thế vu thu nguyệt nhìn hắn cười có chút làm nũng nói nói hưu nói vượn cận thiệu khang rút tay về nhưng ánh mắt vẫn còn dừng trên bụng nàng hầu ra vu thu nguyệt nhìn hắn đột nhiên mềm giọng khẩn cầu. Buổi tối ở lại có được hay không? Cận thiệu khang ngây người, sau đó đứng dậy. Ta còn có một số việc cần làm, mai sẽ đến thăm ngươi. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Vu Thu Nguyệt bước lên ôm hắn từ đằng sau, cầu khẩn. Hầu ra, ngươi chán ghét Thu Nguyệt rồi sao? Ngươi có biết trong thời gian này ta có bao nhiêu khổ? Ta biết, mấy ngày nay ngươi đều ở lại chỗ tỷ tỷ, ta không dám ghen ghét, chính là. Chính là lòng ta rất đau. Từ quân như Minh Trúc, tiên tâm thả hàm lệ, ca có hứng thú với những lời vu thu miệt sổ ra nên ca edit, lòng của ta như bị đau chém. Ta biết ta không tốt bằng tỷ tỷ, không thể so sánh với tỷ tỷ. Nhưng là, chỉ hôm nay, hầu ra, hôm nay ở lại được không, ở lại bên ta và hài tử, để cho hài tử có cơ hội cùng phụ thân một chỗ. Ta biết bây giờ ta không thể nào hầu hạ hầu ra. Chỉ cần hầu ra ở bên ta, ta sẽ an tâm, ta sẽ thỏa mãn rồi. Hầu ra, chỉ hôm nay thôi có được hay không? Chương 133, rốt cục thì ta tính là cái gì? Vu Thu Nguyệt mỉm cười cẩn thận hầu hạ Cận Thiệu Khang ăn tối. Hầu ra, canh này là ta tự tay nấu, ngươi nếm thử. Có đủ như hay không? Vừa nói vừa múc một bát đưa tới trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang nhìn bát canh trước mặt nói: "Bây giờ ngươi mang thai, cũng không cần làm những chuyện này." Vu Thu Nguyệt hơi cúi đầu, cười nói: "Ta vẫn nhớ trước kia Hầu gia thích nhất là canh này, Thu Nguyệt thầm muốn để Hầu gia ăn ngon." Sau đó nói tiếp: "Hầu gia thử xem xem, mùi vị thế nào?" Thu Nguyệt nấu từ trưa đó. Đang chuẩn bị ăn canh, cận thiệu khang nghe vậy, liếc nàng một cái, yên nhiên nói. Chuẩn bị từ trưa, người biết hôm nay bản hầu sẽ đến. Vu Thu Nguyệt tươi cười cứng đờ, sau đó cười khan hai tiếng. Ta cũng không biết hầu ra lúc nào sẽ đến, ngày nào cũng đều chuẩn bị canh này thôi. Cận thiệu khang cười cười, không nói cái gì nữa hắn như thế nào lại không biết nàng nghĩ gì nha hoàn kia khóc kể một phen chỗ thái phu nhân là nàng cố ý an bài hắn có thể hiểu dụng ý của nàng chỉ là nàng muốn hắn đến gặp nàng nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác không vui mặc dù bên cạnh vu thu nguyệt một mực cười nói nhưng hắn vẫn có cảm giác tĩnh mịch cùng nhược lan một chỗ sẽ không như vậy mỗi một câu nói nụ cười của nàng đều khiến hắn phi thường vui vẻ khiến lòng hắn ấm áp thời gian qua rất nhanh, tựa như cả đêm chỉ nhoáng một chút mà thôi. Chính là hắn không thể không đến đây, nữ tử này là hắn cầu chỉ mà lấy vào cửa, trong bụng nàng là máu thịt của hắn, lúc nàng ôm hắn khóc xin hắn lưu lại. Hắn thật sự không đành lòng đẩy nàng ra. Chỉ là cùng nàng một đêm, Nhược Lan cũng biết nàng có bầu không thể cùng hắn, như thế, nàng có thể tức giận không? Hắn đột nhiên cười tự diễu, Cận Thiệu Khang ơi là Cận Thiệu Khang, người cũng quá để cao chính mình rồi. Nhược Lan sẽ không tức giận, nàng căn bản là không thèm để ý. Trước đó, nàng đã thích mình như vậy. Nhược Lan cảm thấy, kiếp này không gả cho hầu ra không thể. Tình cảm sâu như vậy, sao có thể nói thu là thu lại được. Không thấy sự cố gắng của hắn, không thấy nỗ lực của hắn. Thật đúng là đồ vô lương tâm trong lòng Cận Thiệu Khang chua sót không thôi. Bữa tối, Vu Thu Nguyệt tự nói tự cười, cùng Cận Thiệu Khang miên man suy nghĩ mà qua đi. Sau khi ăn xong, Vu Thu Nguyệt nói với Cận Thiệu Khang. Hầu gia vất vả một ngày, cũng mệt mỏi rồi, không bằng tắm rửa cho thoải mái. Thu Nguyệt sai người chuẩn bị nước nóng ở xương phòng bên cạnh cho Hầu gia tắm. Cận Thiệu Khang không chuẩn bị nhưng cũng nói, cũng được vua thu nguyệt đưa cận thiệu khang sang xương phòng xương phòng cách phòng chính không xa bài trí đơn giản một chiếc giường lớn một tủ quần áo một chiếc bàn nhưng tất cả đều là gỗ đào chăn nệm trên giường cũng rất tinh xảo vừa vào cửa là có thể ngửi thấy mùi hương thơm khiến gân cốt người ta như nhuyễn ra cận thiệu khang khẽ nhíu mày ánh mắt lóe lên giữa xương phòng có một chiếc bình phong tách ra bên trong hơi nóng bốc lên Vu thu nguyệt cười nói tất cả đều chuẩn bị tốt rồi hầu ra vào đi thôi thu nguyệt lui xuống trước vừa nói vừa xoay người đi ra cửa rồi đóng cửa lại cận thiệu khang đi vào cởi quần áo ngồi vào bồn bên kia sau khi vu thu nguyệt đi ra thì kéo ngọc liên đến ngọc liên cúi đầu mặc một bộ xa y trong suốt da rẻ trắng như tuyết đỏ ửng lên trong vô hạn thẹn thùng nhìn qua đúng là sở động lòng người ánh mắt vu thu nguyệt hung hăng nhìn lên bộ ngực đầy của nàng sau đó hít thật sâu một hơi khôi phục tâm tình của mình chuyện ta giao cho ngươi ngươi đã nhớ chưa ngọc liên đỏ mặt đáp nô tì nhớ kỹ vu thu nguyệt nhìn nàng nói từng từ từng chữ đêm nay nếu ngươi có thể lưu lại hầu ra sau này vinh hoa phú quý vô cùng còn nếu thất bại Ta sẽ tìm một kẻ hạ nhân mà gả ngươi ra. Ngươi phải nhớ cẩn thận." Ngọc Liên sợ run cả người, vội nói: "Di nương yên tâm, nô tỳ nhất định cố hết sức." "Đi thôi." Vu Thu Nguyệt nhìn nàng, xoay người, ánh mắt hiện lên một tia lạnh. Sau khi Ngọc Liên rời đi, Lệ Châu khó chịu nói: "Di nương, Ngọc Liên nhát gan như thế, chỉ sợ làm không xong." Vu Thu Nguyệt quay đầu tức giận nói. Ta cũng biết ngươi lá gan lớn, nhưng ngươi tự nhìn lại bản thân đi. Lệ Châu nhìn lại người mình, không cam lòng mà bĩu môi. Từ sau khi Ngọc Liên rời đi, Vu Thu Nguyệt lo lắng chờ đợi, trong lòng vừa mong Ngọc Liên có thể được hầu gia thích lại vừa nghĩ tới cảnh Ngọc Liên hầu hạ dưới thân hầu gia, không nhịn được mà ngọn lửa đố kỵ bốc lên. Nàng không ngừng tự an ủi mình, không sao, không sao, chỉ cần nàng vượt qua ải trước mắt, chỉ cần nàng giữ được Hầu gia ở Cẩm Tú Viên, dựa vào tính ghen tuông của Tương Nhược Lan thì chắc chắn sẽ huyên náo hầu phủ đến long trời lở đất. Đến lúc đó Hầu gia nhất định sẽ chán ghét nàng ta. Chỉ cần đợi nàng sinh hài tử, nàng sẽ có cách đoạt lại tình cảm của Hầu gia. Đến lúc đó, Ngọc Liên cũng chẳng là gì, tính hay nhờ. Kiên nhẫn một chút, Vu Thu Nguyệt, chuyện nhỏ không nhẫn thì mưu lớn không thành. Nàng nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch ra. Lệ Châu ở một bên nhìn nàng lúc lạnh lùng, lúc nghiến răng nghiến lợi mà trong lòng run lên. Lúc này, sương phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng quát của Cận Thiệu Khang, sau đó là tiếng Ngọc Liên khóc kêu. Vu Thu Nguyệt vội bật dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra. Nguy rồi, nguy rồi, đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Vu Thu Nguyệt lập tức vọt vào xương phòng. Trong xương phòng có mùi hương thơm nồng. Cận Thiệu Khang tóc dài ẩm ướt dính bên vai, khoác áo mỏng, dưới mặc quần dài, sắc mặt xanh mét vô cùng đáng sợ. Mà Ngọc Liên thì quần áo lăng loạn, ánh mắt chật vật, quỳ dạp trên mặt đất khóc giống không thôi. Vu Thu Nguyệt thấy sắc ma Cận Thiệu Khang thì càng hoảng sợ, cả kinh nói. Hầu ra, xảy ra chuyện gì? là Ngọc Liên hầu hạ không chu đáo. Loại chuyện này tại nhà nàng thường xuyên xảy ra, nàng cũng chẳng cảm giác được có gì là không ổn. Cận Thiệu Khang chừng mắt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn chỉ vào Ngọc Liên trên mặt đất, lạnh lùng nói. Nàng là người sai vào. Vu Thu Nguyệt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng hiểu bây giờ hầu ra rất tức giận. Nàng vội vàng quỳ xuống, Kinh hoàng nói: Hầu gia, Thu Nguyệt biết thân là thiếp thất không có tư cách an bài người cho Hầu gia, là Thu Nguyệt làm sai. Nhưng là Thu Nguyệt sợ mình không thể hầu hạ Hầu gia khiến Hầu gia mất hứng. Thu Nguyệt là toàn tâm toàn ý nghĩ cho Hầu gia. Vừa nói người nàng vừa run rẩy, trong mắt dưng dưng ra vẻ yếu ớt vô tội. Cận thiệu khang nhìn nàng cười lạnh, sau đó vung tay lên đẩy chiếc lò hương trên bàn xuống đất, Soảng một tiếng cho hương đổ ra, tản mát mùi hương nồng nặc. Hay lắm, toàn tâm toàn ý, hay cho nghĩ cho ta. Thế mà còn dùng thủ đoạn ti tiện này. Vu Thu Nguyệt, rốt cục ngươi mang tâm tình gì mà đẩy nàng ta đến bên ta? Hắn nói càng lúc càng trầm, đến cuối cùng, mỗi chữ như búa tạ ngàn cân đánh vào lòng nàng. Nhìn hương lò trên mặt đấy, sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt như tờ giấy, môi không ngừng run run, nàng vô cùng luống cuống. Cận Thiệu Khang đối với nàng luôn luôn ôn nhu, chưa bao giờ có nửa câu nặng lời, cũng chưa bao giờ có thần sắc đáng sợ như bây giờ. Nàng tới gần, ôm lấy chân hắn, nước mắt tuôn ra. Hầu ra, ngươi đừng tức giận. Thu Nguyệt biết sai rồi, ngươi có thể đánh Thu Nguyệt, mắng Thu Nguyệt, nhưng ngàn vạn lần đừng giận Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là thật lòng thích hầu ra, Thu Nguyệt chỉ là nghĩ nên hầu hạ hầu gia thật tốt mới làm như vậy. Hầu gia, nể tình hài tử của chúng ta, ngươi đừng trách Thu Nguyệt. Nàng khóc đến khàn cả giọng, nhưng Hầu gia khi xưa luôn ôn nhu lúc này lại đứng đó, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Vu Thu Nguyệt trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng thật sự không nghĩ ra chuyện như thế nào lại biến thành như vậy. Mỗi lần mẫu thân đem nha hoàn cho cha, cha đều rất vui vẻ tại sao phản ứng của hầu gia lại như vậy cận thiệu khang cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng vu thu nguyệt ngươi luôn nói ngươi thiệt tình thích ta nhưng trong lòng ngươi rốt cục thì ta tính là cái gì hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài hầu gia hầu gia vu thu nguyệt khóc gào phía sau nhưng thấy bóng dáng hắn kiên quyết rời đi nàng không khóc nổi nữa bởi vì nàng đột nhiên có cảm giác, hầu ra thực sự rất tức giận. Mãi cho đến khi bóng dáng cận thiệu khang hoàn toàn biến mất, vu thu nguyệt mới quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn Ngọc Liên. Ngọc Liên run rẩy nhìn sắc mặt âm trầm của vu thu nguyệt mà trong lòng sợ hãi. Di, nương, nô tì, nô tì đã cố hết sức. Nô tì vừa vào, còn chưa nói gì. Đã bị hầu ra đẩy ra câm mồm vu thu nguyệt tiến lên tát nàng một cái đến ngã nhào xuống đất ánh mắt vô cùng oán hận dám làm hỏng chuyện của ta nô tài vô dụng thế này ta còn nuôi ngươi làm gì vừa nói vừa quay đầu sai lệ châu đi gọi tổng quản tới nói ngọc liên phạm lỗi lớn cho bà mối đến bán đi tiểu thư tiểu thư đừng mà từ nhỏ ta đã hầu hạ ngươi tiểu thư ngọc liên quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng kéo xuống vu thu nguyệt không nhìn nàng phẫn nộ quát chuyện này huyên náo rất lớn mặc dù vu thu nguyệt cố đè xuống nhưng vẫn làn truyền khắp trong phủ chưa được hai ngày thái phu nhân và tương nhược lan đều biết chuyện tương nhược lan cảm giác rất kỳ quái vu thu nguyệt này không phải rất yêu con khỉ kia sao lại đẩy nữ nhân khác lên giường hắn chẳng lẽ vì lợi ích ngay cả người mình yêu cũng có thể chia sẻ. Thật đúng là không thể hiểu. Chẳng lẽ đây là phương thức sinh tồn của nữ nhân cổ đại? Thật đúng là bi ai? Thái phu nhân biết được chuyện này xong cũng tức giận không thôi, thân là thiếp thất dám dùng mê hương để câu dẫn hầu ra. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải hầu phủ sẽ thành trò cười trong mắt người khác. Dựa vào tính của bà, việc này không nghiêm trị không thể, nhưng lại nghĩ đến nàng đang có mang mà đành nhẫn xuống. Chỉ gọi Vu Thu Nguyệt đến giáo huấn một trận. Sau đó, thái phu nhân nghiêm lệnh cấm không cho bất kỳ kẻ nào trong phủ nhắc tới chuyện này, nếu có kẻ dám lắm miệng sẽ trách phạt. Chuyện này mặc dù thái phu nhân cố đè xuống, nhưng có một số chuyện đã thay đổi thì sẽ thay đổi. Từ đó trở đi, một đoạn thời gian dài, bất kể thái phu nhân nói thế nào, Cận Thiệu Khang cũng không đặt chân đến Cẩm Tú Viên nửa bước tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www ebook full net chương 134 chỉ tay vu khống năm ngày sau vết thương trên người tương nhược lan đã khá lên đang lúc nàng chuẩn bị tiến cung thì trong cung đột nhiên có lệnh truyền triệu nàng tiến cung hỏi rõ nguyên nhân xong tương nhược lan càng hoảng sợ từ quý phi lại có lạc hồng với phụ nữ có thai đột nhiên xuất hiện lạc hồng thì hầu như đó là triệu chứng trước khi sảy thai. Ở thời hiện đại, khi chảy máu thì đi bệnh viện uống thuốc là được, nhưng ở thời đại y học không phát triển này thì một khi xuất hiện lạc hồng, thường 8, 9 phần là thai nhi sẽ không giữ được. Từ quý phi mang long tử, hôm nay lại xuất hiện lạc hồng, chuyện này rắc rối to rồi. Tường Nhược Lan vội vội vàng vàng vào cung tới Vĩnh Hòa Cung thì đã thấy Hoàng đế Thái Hậu Hoàng hậu còn có một ít phi tần đã ở đó. Các thái y do Lưu Thái Y dẫn đầu ai nấy vội vàng trần mạch cho từ quý phi. Từ quý phi nằm trên giường khẽ khóc lóc. Tương nhược lan vấn an đám người hoàng đế. Đối mặt với cảnh tuyên đế thì nàng có chút run rẩy nhưng có lẽ cảnh tuyên đế bận quan tâm bệnh tình tử quý phi nên chỉ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Bình thân! Ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Tương Nhược Lan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tìm cung nữ thực dược hỏi rõ tình huống thì trên giường. Từ quý phi thấy nàng thì ngừng khóc, chỉ vào Tương Nhược Lan thê lương kêu. Là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi âm thầm hại bản cung. Mọi người cũng bị lời của nàng làm cho hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn Tương Nhược Lan. Vẻ mặt không hiểu, Tương Nhược Lan cảm giác mình như bị xét đánh ngang ta quá bất ngờ. Nàng hai mắt nhìn thẳng từ quý phi nói. Chuyện gì liên quan đến ta, mấy hôm nay ta còn không tiến cung. Tương Nhược Lan, ngươi còn muốn chối. Từ quý phi hét dầm lên. Bản cung trước đó còn tốt, cho dù nôn mửa thế nào cũng không xảy ra loại chuyện này. Lưu viện sĩ vấn nói thai nhi và bản cung đều khỏe, nhưng chỉ có sau khi dùng thực liệu của ngươi thì đột nhiên xuất hiện lạc hồng ngươi còn dám nói không liên quan đến ngươi. Nhất định ngươi làm gì đó vào đồ ăn, muốn mưu hại hoàng tử. Mưu hại hoàng tử. Bốn chữ này như xét đánh trời quang khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Mưu hại hoàng tử, nhẹ thì đầu rơi xuống đất, nặng thì lăng trì xử tử. Thái hậu là người đầu tiên phản ứng lại bà bước lên, nhìn từ quý phi trầm giọng nói. Từ quý phi, mưu hại hoàng tử là tội lớn, Chuyện chưa rõ ràng thì không được nói bậy. Nhược Lan mấy hôm nay còn không tiến cung thì chẳng biết từ Quý phi dựa vào cái gì nói là Nhược Lan hại ngươi. Nếu chỉ bằng của ngươi đoán đã muốn định tội cho Nhược Lan, ai ra là người thứ nhất không đồng ý?" Từ Quý phi khóc nói. "Thái hậu, thần thiếp mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là sau khi thần thiếp dùng phương pháp thực liệu của nàng thì bụng dưới vẫn có chút đau." Bởi vì mỗi ngày thái y xem mạch không thấy khác lạ nên thần thiếp vẫn nghĩ là bình thường. Nhưng không ngờ càng ngày càng đau, đến hôm qua thì xuất hiện máu. Việc này, tỷ nữ bên người thần thiếp cũng biết. Lúc này, cung nữ thực dược quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, nương nương nói là sự thật, dạo này bụng nương nương vẫn hơi đau, có mấy lần tối còn không ngủ được." Bởi vì mỗi ngày xem mạch Thái Y đều nói tình hình ổn định nên nương nương mới không có để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất khả nghi a. À. Thược Dược nói như là đụng tới chuyện thương tâm của từ quý phi, nàng đột nhiên òa lên khóc. Thái Y bên cạnh hoảng tới toát mồ hôi. Xin nương nương đừng kích động, như vậy càng không tốt cho thân thể. Nhưng từ quý phi kích động mà hoàn toàn không để ý đến những lời Thái Y nói. Nàng đột nhiên dẫy xuống giường, run rẩy đi tới trước mặt cảnh tuyên đế đột nhiên hai chân mềm nhũn cảnh tuyên đế sợ nàng bị thương vội vàng ôm lấy nàng từ quý phi ngẩng đầu nhìn cảnh tuyên đế nước mắt rơi xuống khóc dòng nói hoàng thượng hoàng thượng thần thiếp vất vả lắm mới có hoàng tự dù mang thai khổ cực nhưng thần thiếp vẫn rất vui tởm con nào hôm trước nói ca thích sinh con không ngờ tới hôm nay Hai tử của thần thiếp và hoàng thượng bị kẻ gian hãm hại. Hoàng thượng ngươi nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Vừa nói vừa ngã vào lòng cảnh tuyên đế khóc đến khan cả giọng. Đột nhiên, thược dược chỉ vào Từ Quý phi thét to. Lại chảy máu, lại chảy máu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quần áo trắng của Từ Quý phi loang lổ vết máu rất đáng sợ. Lúc này, một số phi tần nhát gan la hoàng lên. Từ quý phi thấy máu đầy quần thì hét lên một tiếng, hai mắt giật giật rồi hôn mê bất tỉnh. Trong điện nhất thời loạn thành một đoàn, cảnh tuyên đế trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Trừ hoàng hậu, thái hậu, an viễn hầu phu nhân ra, tất cả đều lui đi. Đám phi tần theo lời đều lui ra. Cảnh tuyên đế ôm từ quý phi đến giường, lưu viện sĩ và vài thái y khác vừa dai nhân chung, vừa châm cứu cầm máu. Một lát sau, từ quý phi dần tỉnh lại, câu đầu tiên là Hài nhi mệnh khổ của ta Rồi lại khóc lên Cảnh tuyên đế lo lắng hỏi lưu viện sĩ Lưu viện khiến, hoàng tự có thể bảo trụ không? Lưu viện sĩ vẻ mặt khó xử Vì thần cũng không nắm chắc Nghe thấy lời ấy, từ quý phi càng kích động, vừa kéo cảnh tuyên đế Hoàng thượng, đúng là tương nhược lan hại thần thiếp rồi. Hoàng thượng mau bắt nàng lại, nghiêm hình thì không sợ nàng không khai. Thái hậu cả giận nói. Từ quý phi không nên hồ ngôn loạn ngữ, người định đánh cho nhược lan khai. Hoàng hậu cũng tới bên từ quý phi mà an ủi. Muội muội ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Bản cung có thể hiểu tâm tình muội muội, nhưng nói chuyện này do An Viễn Hầu phu nhân làm thì bản cung không thể tin hầu phu nhân có gì mà cần phải mưu hại hoàng tử? Từ quý phi mắt đầy lệ, dương mắt nhìn về phía hoàng hậu, nghiến răng nói. Trừ nàng còn có thể là ai? Chỉ có nàng có nhiều cách cao siêu như thế. Nàng muốn hại thần thiếp, có thể thần không hay quỷ không biết. Về phần lý do, thần thiếp cũng không rõ, có lẽ là vẫn ghi hận chuyện muội muội uyển thanh của ta, cũng có lẽ. Trong mắt nàng chợt lóe, có lẽ là bị người sai bảo cũng không chừng. Tóm lại giao cho đại lý tự điều tra đi. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt hơi biến nhưng từ quý phi như không thấy, quay sang nói với lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ, thân thể bản cung vẫn do lưu viện sĩ theo dõi. Người nói, thân thể bản cung thế nào? Sao lại phát sinh chuyện thế này? Cảnh tuyên đế đầu tiên là quay đầu nhìn tương nhược lan vẫn trầm mặc một bên, sau đó nói với lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ trả lời quý phi. Lưu viện sĩ trầm ngâm trong chốc lát, cúi đầu đáp. Hoàng thượng, mạch của quý phi nương nương vẫn ổn định, mặc dù trước bởi vì ốm nghén mà mạch tượng có chút suy yếu, nhưng là thai nhi vẫn ổn định. Theo lý, trừ khi bị động chạm với bên ngoài thì sẽ không có tình huống này. Lưu viện sĩ nói xong, từ quý phi chớp mắt mà Tương Nhược Lan lại thấy thực dược khẽ run lên nhưng lại lập tức bình tĩnh lại hoàng thượng ngươi nghe không trong cung có ai dám bất kính với thần thiếp thần thiếp sao có thể bị va chạm gì một ngày ba bữa của thần thiếp đều do tương nhược lan an bài chứ mấy chén thuốc của thái y viện đưa tới thì là ăn đồ ăn tương nhược lan bố trí thuốc của thái y viện đương nhiên không có vấn đề như vậy không phải tương nhược lan thì là ai từ quý phi kéo tay hoàng đế khóc nói thái hậu nói đó là phương pháp thực liệu Sao có thể có hại cho thân thể?" Từ Quý phi nói, "Những phương pháp này thần thiếp không hay không rõ, trước kia vì tin tưởng hầu phu nhân nên mới theo. Nhưng là giờ nghĩ lại, ai biết thực liệu đó có vấn đề gì không?" Theo thần thiếp biết, trong lúc mang thai, một số đồ ăn là không thể ăn được. Tương Nhược Lan hiểu biết hơn chúng ta, có lẽ nàng biết cũng không chừng. Lời này nói ra, hoàng hậu cùng thái hậu không thể nói thêm gì muốn nói cho tương nhược lan nhưng không tìm ra lời nào phản bác nói thật nếu từ quý phi nhằm vào không phải là tương nhược lan nói không chừng hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ đồng ý với từ quý phi ở thời đại quân chủ chuyên chế này những người hoàng tộc chẳng cần chứng cớ xác thực họ chỉ cần có chút nghi ngờ thì muốn giết người có khó gì nghe đến đó cảnh tuyên đế lúc này mới quay đầu nhìn về phía tương nhược lan nói tương nhược lan tại sao ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ nói, từ quý phi nói đều là sự thật. Từ quý phi đang khóc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cảnh tuyên đế một cái, nghĩ thầm, mình đã nói như thế rồi, theo đạo lý, cho dù tương nhược lan là nhất phẩm phu nhân, nhưng mắc chuyện mưu hại hoàng tử, cũng hẳn là nên giao cho đại lý tự điều tra. Cứ như vậy, cho dù tương nhược lan tẩy sạch được hiểm nghi thì không chết cũng bị lột ra chính là hoàng thượng hình như lại cho nàng cơ hội giải thích những lời này thái hậu nói còn có chút đạo lý nhưng tại sao lại là hoàng thượng nói từ quý phi đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa hoàng thượng và an viễn hầu trong lòng thầm nghĩ mình tính sót sao lại quên an viễn hầu là hồng nhân trước mặt hoàng thượng hoàng thượng tự nhiên phải giữ thể diện cho an viễn hầu nhưng từ quý phi cũng không lo lắng nàng căn bản không tin Tương Nhược Lan có thể chứng minh mình trong sạch. Nàng có lạc hồng là sự thật, sắp không giữ được hoàng tử cũng là sự thật, Tương Nhược Lan dù giải thích thể nào cũng không đổi được sự thật này. Bên kia, vừa mới bắt đầu, Tương Nhược Lan bị tử quý phi chỉ tay vu khống mà hơi hoảng. Nhưng nàng dần tỉnh táo lại mà nghĩ kỹ lại tất cả. Đầu tiên, phương pháp thực liệu của mình tuyệt đối không có vấn đề. Đó là những chuyên gia ở thời hiện đại đặt riêng cho phụ nữ có thai, sao có thể vừa ăn đã bị chảy máu. Những lời khi nãy của Lưu Viện Sĩ đã chứng minh, thân thể tử quý phi cũng không có vấn đề, bởi vì tự thân mà xuất hiện lạc hồng, xem ra cũng không phải. Duy nhất có thể chính là bị va chạm, có lẽ mấy ngày này tử quý phi đã bị va chạm. Mới vừa rồi lúc Lưu Viện Sĩ nói, phản ứng của thực dược không phải rất khả nghi cho nên tương nhược lan lớn mật đoán có lẽ là từ quý phi không cẩn thận bị va chạm nên có máu chảy nàng sợ hoàng thượng tức giận nên đương nhiên muốn tìm kẻ thế tội mà nàng lại cùng mình trước đó có oán đồ ăn của nàng lại do mình lo đương nhiên mình là kẻ thế tội tốt nhất vừa có thể hả giận lại có thể trốn tránh trách nhiệm chẳng phải là một hòn đá ném hai chim tương nhược lan nhìn từ quý phi lạnh lùng cười nàng nghĩ rất hay chỉ là nàng đã quên rồi sao, muội muội nhà nàng vì sao mà cấm túc. Tương nhược lan nàng dễ bị coi thường thế sao? chương 135, Ngửa bài Trong điện tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tương nhược lan. Thái hậu thấy tương nhược lan chậm chạp nói liền đi tới cạnh nàng, vỗ lưng nàng an ủi nói. Nhược lan, hoàng thượng hỏi ngươi thì ngươi nói, đừng sợ, cứ từ từ nói rồi cao giọng chỉ cần ai ra còn một ngày sẽ không để bất luận kẻ nào oan uổng ngươi từ quý phi tựa vào đầu giường sắc mặt tái nhợt hữu khí vô lực nghe vậy ngẩng đầu nhìn thái hậu thái hậu thần thiếp biết ngươi thương nhược lan nhưng long nhi trong bụng thần thiếp không phải là càng vô tội thần thiếp cũng không muốn làm oan hầu phu nhân nhưng chuyện này trừ hầu phu nhân còn có thể là ai còn ai có bản lãnh này có thể làm mọi chuyện đến thiên y vô phùng, ngay cả thái y cũng cha không được. Thái hậu cũng xin người xem tâm tình bi thương sắp mất long nhi của thần thiếp mà cho thần thiếp một lời công bằng. Bị nàng nói như vậy thành ra thái hậu thiên vị nhược lan. Thái hậu giận đến mặt đỏ bừng nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lưu viện sĩ cùng đám thái y thấy quý phi nhắc tới mình thì không khỏi nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình chuyện lần này lớn như vây bọn họ sao gánh nổi trách nhiệm một bên hoàng hậu thản nhiên nói có phải vĩnh hòa cung có người không đáng tin từ quý phi quả quyết nói hoàng hậu nô tài trong cung thần thiếp đều đã đi theo thần thiếp nhiều năm đều là người đáng tin chuyện ăn uống của thần thiếp chỉ có hai cũng nữ bên người lo lại là hai người được tín nhiệm nhất tuyệt sẽ không mưu hại thần thiếp những lời này khiến hoàng hậu cũng không biết nên nói cái gì nữa tương nhược lan cười lạnh một tiếng thật đúng là từng chữ đều bước mình vào đường chết a à. cảnh tuyên đế vẫn để ý tương nhược lan thấy nàng cười lạnh không khỏi nhíu mày nói tương nhược lan ngươi cười cái gì trẫm hỏi ngươi sao ngươi không trả lời ngươi nên biết đây là cơ hội giải thích duy nhất của ngươi tương nhược lan có chút bất ngờ hắn một cái hắn không phải rất muốn mạng mình đây chẳng phải là cơ hội tốt sao cần gì cho nàng cơ hội giải thích thật đúng là khó hiểu với bộ não của hoàng đế hoàng thượng thần phụ cười không có ý gì khác thần phụ chỉ là có một việc không nghĩ ra tương nhược lan đáp cảnh tuyên đế ngồi xuống giường nhìn nàng giọng nói ôn hòa bất ngờ chuyện gì không nghĩ ra tương nhược lan cười cười không nhanh không chậm nói trước khi thần phụ tiến cung, tưởng rằng hoàng thượng triệu thần phụ tiến cung là tới chữa cho tử quý phi. Nhưng sao lâu như vậy không có ai hỏi ta có thể bảo trụ long thai không? Ngược lại lại đổ cho thần phụ một đống tội danh mà thần phụ không rõ. Thứ thần phụ nói thẳng, đây là việc không có tí lý trí nào. Tường Nhược Lan nói giống như một tiếng pháo nổ, khiến ai nấy mắt sáng bừng lên. Cảnh tuyên đế đứng lên, vui vẻ nói. Phu nhân nói, Phu nhân có thể giữ được long thai trong bụng quý phi? Đám thái y hai mặt nhìn nhau, hầu phu nhân này chẳng nhẽ là đang mạnh miệng. Tình huống này ngay cả viện sĩ đại nhân cũng không chắc chắn, nàng dù biết chút phương pháp thực liệu nhưng có liên quan đến hoàng tử cũng không phải là việc nhỏ. Thái hậu nét mặt đầy ý cười, liên thanh nói: "Đúng, đúng, sao ai ra lại không nghĩ tới, Nhược Lan có lẽ có cách." hoàng hậu đi tới bên người thái hậu. Thái hậu, đừng nói là người, ngay cả thần thiếp cũng bị tử quý phi nói một phen mà choáng váng, không nghĩ ra việc này. Tiếp theo nhìn về phía tử quý phi, cười nói. muội muội nếu nhược lan có thể giữ được hài nhi trong bụng ngươi, ngươi sẽ không hoài nghi nàng nữa. Tâm tình tử quý phi đột nhiên trở nên rất phức tạp, từ lúc thấy lạc hồng, nàng chỉ biết hài tử của mình khó giữ, sau cả lưu viện sĩ cũng nói là không nắm chắc nên nàng chẳng ôm hy vọng gì. Thống khổ tuyệt vọng càng khiến nàng sinh ra ý nghĩ độc ác, muốn mượn đứa trẻ này mà diệt đi cái gai trong mắt, hải tử của mình không thể chết vô ích như thế được. Chính là đột nhiên, tương nhược lan lại cho nàng một hy vọng. Đương nhiên có thể giữ lại long thai là lựa chọn tốt nhất, có hải tử nàng mới có tiền vốn mà đi tranh giành. So với hải tử, hãm hại tương nhược lan lại chẳng phải quan trọng nữa. Nàng nhìn tương nhược lan, thận trọng hỏi. Người thật sự chắc chắn có thể bảo trụ long thai cho bản cung. Kỳ thật cũng không chắc mười phần, nhưng để giúp mình tẩy sạch hiềm nghi, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Bây giờ đám thái y đã không có cách gì, có lẽ cách của nàng có thể dùng được. Tương nhược lan nhìn nàng, mỉm cười ta quả thật có biện pháp giúp quý phi nương nước giữ được long thai, nhưng trước tiên ta phải biết rõ ràng một việc. Chuyện gì? Từ quý phi vội vàng hỏi, mọi người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn tương nhược lan. Ánh mắt tương nhược lan đảo qua mọi người rồi dừng lại ở từ quý phi, nàng nhìn từ quý phi, nhướng mày chậm rãi nói. Trước khi bảo thai cho quý phi nương nương, ta phải biết rõ nguyên nhân lạc hồng của nương nương, chỉ có biết rõ nguyên nhân, ta mới có thể theo đó mà đưa ra cách bảo thai, nếu không rõ nguyên nhân, ta không thể làm gì được. Từ quý phi mặt không chút máu, khí thế dần hạ xuống, nàng cúi đầu. Nguyên nhân, nguyên nhân. Tương Nhược Lan cắt đứt lời nàng. Nếu quý phi nương nương còn muốn đem tội quy lên đầu ta cũng không cần đâu, phương pháp thực liệu của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ta mỗi ngày đều theo thái y trần mạch cho nương nương mới đưa ra phương pháp thực liệu, về phần thực liệu tin chắc phải cho Thái y xem qua rồi mới dùng cho nương nương. Nếu nương nương còn chưa tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm, ta có thể đem những phương pháp thực liệu của ta đã dùng cho nương nương cho những phụ nhân mang thai khác dùng, một không đủ thì cho 10, 10 người không đủ thì lấy trăm người. Nếu một người trong đó vì thực liệu của ta mà bị như nương nương, như vậy Nhược Lan cũng không còn gì để nói, Cam nguyện chịu tội. Những lời này nói xong không cứng không mềm, hữu lý, hơn nữa, lúc nàng nói lộ ra sự tự tin, khí độ hào phóng khiến những người thấy không tự chủ được mà cũng tin tưởng nàng. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng như vậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh trong rừng cây, nàng một thân bạch y, mắt rưng rưng, cả người thánh khiết mà không khỏi ngây dại. Mãi cho đến khi giọng nói thanh thúy của Tương Nhược Lan lại vang lên, hắn mới lại đem lực chú ý tập trung trên người nàng. Tương Nhược Lan mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Ta tin không phải phương pháp thực liệu của ta có vấn đề, mà Lưu viện sĩ cũng nói không phải thân thể nương nương có vấn đề, như vậy, nguyên nhân có chút khó hiểu. Trước khi nguyên nhân chưa được xác định rõ, ta không thể nào tìm ra cách phù hợp để bảo thai cho nương nương. Cho dù miễn cưỡng dùng cũng không có hiệu quả. Cho nên, vẫn mời nương nương nói rõ một số chi tiết. Có lẽ chúng ta có thể suy đoán được nguyên nhân nương nương lạc hồng. Bây giờ nàng đã ngửa bài, ngươi không nói nguyên nhân chính thức, ta cũng không bảo thai cho ngươi. Xem trong lòng ngươi, tính mạng ta là trọng hay long tử trong bụng ngươi quan trọng. Muốn hại ta, long tử của ngươi phải chôn cùng, chọn lớn chọn nhỏ cho ngươi chọn. Hơn nữa, nương nương, Nhược Lan phải nhắc nhở ngươi một chút, thời gian càng lâu, hy vọng bảo thai càng nhỏ nếu máu chảy nhiều, bảo thai cũng không còn ý nghĩ gì nữa. Cho nên vẫn xin nương nương có thể nhanh nhớ ra đầu mối một chút. Tương Nhược Lan nhìn nàng cười nói. Nhìn Tương Nhược Lan cười, từ quý phi hận đến nhe nanh nhưng nàng có thể chọn thế nào? Nếu chuyện này có thể đổ lên đầu Tương Nhược Lan, lật đổ Tương Nhược Lan và Hoàng hậu thì nàng cũng nhận, hài tử sau này sinh cũng được. Nhưng vấn đề là, Tương Nhược Lan không dễ đối phó như vậy, Hoàng hậu nhìn qua ôn nhu nhưng làm việc cũng luôn không lộ ra sơ hở. Nếu cứ kiên trì, chỉ sợ chính mình càng thiệt hơn. Không bằng giữ lại Long Từ thì hơn. Nghĩ vậy, Từ Quý phi vỗ vỗ chán, giả bộ suy tư. Một lát sau thì nhíu mày, chậm rãi nói. Được hầu phu nhân nhắc nhở, bản cung nhớ ra một việc. Hôm qua, lúc bản cung tắm rửa, lúc ra khỏi bồn tắm thì trượt chân, bụng đụng phải thành bồn nhưng lúc ấy bản cung không thấy đau, tưởng rằng không có chuyện gì, cho nên cũng không để ở trong lòng. Kỳ thật đụng vào rồi bụng có chút đau đớn, không bao lâu thì bắt đầu chảy máu, lúc ấy nàng luống cuống, tưởng rằng hài tử không giữ được, lại sợ hoàng thượng trách tội nàng không bảo vệ được hoàng tự nên mới bày ra trò âm hiểm này. Nói xong, nàng len lén nhìn sắc mặt cảnh tuyên đế, thấy mặt hắn không chút thay đổi, không rõ là tâm tình gì. Tường Nhược Lan vỗ tay một cái. Ta nghĩ hẳn là đúng là nguyên nhân này. Vừa rồi viện sĩ đại nhân không phải cũng nói có thể là do va đập. Viện sĩ đại nhân, có phải hay không? Nàng quay lại nhìn lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ gật đầu nói. Đây là khả năng rất lớn. Hoàng hậu ở một bên ôn nhu cười. Từ quý phi, bản cung không phải nói ngươi, chuyện nghiêm trọng như vật ngươi sao có thể quên, thiếu chút nữa làm oan uổng Nhược Lan, cũng may người kịp thời nghĩ tới, bằng không Nhược Lan cùng Long tử đều. Đột nhiên nhớ ra hai chữ gặp họa là hai chữ không cắt lợi nên vội vàng nuốt vào trong bụng. Thái hậu cũng tiếp một câu. Có thể nhớ ra được là tốt rồi. Nghe các nàng lãnh trào nhiệt phúng, đá xoáy, từ quý phi im bặt không nói được gì. Lúc này, cảnh tuyên đế đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt, nhạt nói: từ quý phi hộ tự bất lực từ mai trở đi dáng làm thục phi ha cho chết nói xong chắp tay sau lưng quay đầu đi ra phòng từ quý phi nghe thấy lời ấy sắc mặt trắng nhợt nàng vươn tay hoàng thượng hoàng thượng nhưng thân ảnh cao lớn của cảnh tuyên đế đã biến mất trước cửa từ quý phi cả người sụi lơ xuống hoàng hậu đi tới bên người nàng cười cười Thục phi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ Thục phi. Thục phi tức giận đến phát run, nhưng cũng không dám nói gì. Hoàng hậu cùng Thái hậu rời đi. Lúc này, Tương Nhược Lan đi tới bên giường, cười nói: "Thục phi nương nương, bây giờ bắt đầu bảo thai thôi." Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.